Rồi giờ anh tô màu gì đó? Mặt gì thấy gớm. Màu gì? Màu cam. Màu cam hả? Rồi màu cam mà con tô cái gì? Con tô cái thùng màu cam hay tô cái gì đây? Trong màu cam. Rồi em đang tô cái thùng màu cam đúng không? Để con tô hành cái xe nhà ta mới chở hành màu cam á ba. À, cái chú chở hàng có cái một cái khung ở bên sau có một hộp để bỏ hàng vô là màu cam đúng không? Rồi con tô tiếp đi. Này có màu nước ở trong đây nè. Đây để ba phụ, đây là màu nè. Màu màu nước gì cơ. Rồi. Màu cam. Đây là màu hồng. Chu màu hồng cũng sắp hết rồi. Rồi con tô màu cam đây, tô cái thùng màu hồng. Chút nữa con sẽ lấy màu nước của con bỏ trong đây. Con tô này màu đấy còn nhiều mà. Còn này mình không được tô cái màu sáng sáng ra. Không được tô cái nờ đó, cũng chưa đỏ rồi. Cũng chưa cầm cái táo á. À, lấy màu ở trong đây cũng được nè. Trời ơi, nhiều quá hết. Sắp xong cái thùng màu cam rồi. Chúng đã kết thúc cho mình cùng. Khi nào hết giờ? Đó là một cái anh chàng một đang chở một thùng hàng mang màu cam đúng không? Con phải nói lớn lớn cho mấy bạn cùng nghe chứ. Nghe đúng. Gia vị của mình còn nhiều không? Nhiều. Nhiều kiều còn nhiều đúng không? Ây da. Gẹo thì còn cái bao đúng không? Rồi giờ tô cái gì nữa đây? Màu xanh lá cây à, hay là màu này cũng đỡ luôn đi. Con tô con thấm ít ít thôi. Wow, đó là cái thùng xe màu đỏ. Cái thùng hai thùng hai bên xe đó, cái thùng hai bên xe mà. Màu xanh, con tô màu xanh hả? Ồ, đó là cái áo dàn áo xe màu xanh. Ok, tô cái đó màu xanh cũng được. Rồi Màu con nào thể thì con mình cũng chạm thêm màu xanh vào. chơi. Chậm ít thôi, chậm giống nhiều vậy. Rồi thấm cho nó ớt khô bớt đi. Rồi, chơi đỡ luôn. Không cửa mẹ làm từ đầu rồi. Mình cỡ lại kìa ba. Ok. Tô luôn cả bầu nước. Wow, Hoàng Thư hôm nay tô sắp xong rồi. Tô một anh chàng đi xe máy đang giao một thùng hàng màu cam. Có một chiếc xe 7 màu. Xe 7 màu đúng không? Đúng như là tôi còn quần vậy đấy. Rồi, xe đẹp quá à. Cái nhìn đẹp vời lắm á. Cũng mong được tôi đẹp. Cùng ba tôi giúp con đi. Thôi con tô chứ sao ba giúp được. Ba giúp là chuyện nhỏ rồi. Trời. Thôi thôi con tự tôi một mình luôn quá. Rồi sắp hoàn thành rồi đấy. Màu này lớn Màu lên vàng hả? Màu vàng tô chứ cái gì ba quanh ơi, màu đó vàng sắp hết rồi nè ba. hả? Đâu? Ừ sắp hết rồi. Rồi con tô Chút tiếp nữa đi. con lấy màu của con ra tiếp. Màu vàng tô cái gì? Wow, tô anh chàng nó mặc cái quần màu vàng luôn. Mặc mũ màu đỏ. Đâu có màu đỏ. Màu màu hồng. Con Màu trai hồng thì màu hồng. đội màu cái mũ màu hồng, À, màu hồng mặc đấy. quần màu vàng.
Con hết màu hồng mà. Con thích màu hồng nên con tô cho cái anh chàng nó đội mũ màu hồng luôn. Chơi đập thai ở kìa. Đây là tô màu nước. Màu nước hơi bị khó tô. Rất là nhiều màu hả? Tô nhẹ nhẹ thôi. Cái này theo ba nghĩ là con mua màu á, bút màu á. Con về con dễ tô hơn. Màu nước này á, chỉ hai tô. Để ba mai ba mua cho nha. Một bộ màu nước về con xài nha. À, bút màu chứ. Ừ thì màu kim tuyến trắng. Trời ơi, cái xe này đúng là cái xe 7 màu luôn á. Cái gương bằng kim tuyến luôn. Trời ơi, thảm họa thiệt. Trời, sao có cái khuôn mặt của cái anh tài xế mà cũng màu kim tuyến luôn là sao? Nhưng mà màu một kim tím á, mà màu kim tím trắng, màu kim tím trắng á, Trắng hả? kim tím trắng nó đỏ lên mặt á. Ừ thì được rồi, đổ lên mặt. Cái này gọi cái hát. Bè. Chín 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 Cái này được hả? Hả? Được. Cái này ra bên kia kìa. Cái này để đơn giản thì được, cái kia thì Rồi con tô tiếp đi. đồng hồ luôn đúng Giờ không? con tô cái áo quà của anh nó mặc áo màu gì? Cái À, áo đó hả? Áo màu xanh hả? Rồi này tô anh lên. bây giờ lấy cái này Nó đơn giản Màu thì được. xanh lá. Đây là màu xanh đọt chuối rồi, đúng không? Chuối. Chuối đặt anh Rồi. chọn nhặt nhặt nhặt. Rồi đúng rồi, con tô đi. Cô mơ thấy một đàn chuột có gì rất là có một cái Wow, asymmetry một nữa. màu xanh. Nếu như một Còn đôi bè giày của anh chàng này màu chỉ gì? có 50.000 thì mua 50.000 mà ba. Đâu? Con tô màu đôi giày màu gì đây? Con suy nghĩ coi. Ba ơi, mình còn có Suy nghĩ màu giày cho nên 50.000 cho màu gì? thôi. Hết tiền tiêu rồi, Màu. yêu em cùng bay. Màu gì vậy? Cho đôi giày màu gì? Suy nghĩ cho màu gì? Trời ơi, anh chào màu hồng hả? Rồi giờ tô cho nó đây, tô đi. Đừng nói là em thích màu hồng nên em cho đôi giày màu hồng luôn đúng không? Wow. Ủa vậy sao màu hồng mà tự nhiên chuyển sang màu nâu vậy? Gì Em ghê khoa lộn, cái bút nó còn còn màu á. vậy? Để Thay chị đổi hai sao? mở cho. Rồi tô sắp xong rồi. Để Cúc lấy màu trên đây, lấy màu trên nắp đi, lấy màu trên nắp đi. Cho nó dễ lấy hơn. Rồi, đúng rồi. Giờ Rồi tô con màu ơi. gì? À, cái đầu xe màu xanh dương. Trời ơi. Đúng là cái chiếc xe với anh chàng này là đúng là xe 7 màu luôn á. Không có chỗ Thiếu nào là không có màu. Mỗi chỗ mỗi thứ. nè, thiếu nè, hai màu Thiếu này đâu, chưa thiếu có đâu? nè, ba một hai, ba một À, hai cái yên xe cái chỗ mà đó chỗ trống. nè, con này Chỗ nè. trống thôi, chỗ cái xe. Ừ, chỗ thiếu một chút xíu nữa. Rồi, đó màu gì? Màu đỏ. Trời ơi. Cái này là cái xe tô bông tô màu sắc Con bông quá. có phải là nhà phát minh màu không? Mà sao chỗ nào cũng có màu được? Một chiếc xe mà cái này nhà sản xuất mà coi như thực thi hành Hành có hiện thực luôn là không biết nó ra chiếc xe này là màu gì đây. tinh. Rồi cúc tô cho hai coi Hả? Đợi Rồi chút còn nữa thiếu gì nữa đi. không? Xong chưa? Không chưa. Xong chưa hả? Chưa Xong hả? chưa nào? Nói một câu Chưa. cho mấy bạn xem coi. Chưa. Còn cái bàn tay của anh kia là chưa có màu gì đâu nha. Không, bàn tay đâu cần màu đâu. Không lẽ bàn tay là quái vật Bàn mà tay có nhiều màu. khi đeo đeo găng tay có màu thì sao? Chị cúc. Đúng không? Chị có bạn. Nhưng mà lỡ nó không đeo găng tay có màu thì sao? Thì ai biết được đấy, tùy co tùy cúc mà tùy Cúc tùy có muốn tùy tô tùy nữa em không? muốn cho ông đó đeo găng tay màu gì. Đeo đây màu màu bạc kim À, hả? màu bạc kim hả? Tôi đâu, tôi lên găng tay nè. Đúng rồi. Vậy là anh chàng này là đeo cái bao tay có màu bạc kim, Trời, chắc nữa bay lè lói wow. ánh bạc kim tuyến ở trong đó luôn. Đẹp Rồi quá xong nè. rồi đúng không? Cúc tô xong chưa? Rồi Sao? ok, Nên chấm cái này lên màu tím lên đây thử hỏi xem các bạn xem Cúc vẽ đẹp không, cười cái coi. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, cái mặt vậy mà tô thành cái xe nó vậy. xe
em một sắc 7 màu luôn quá. 7 màu luôn. Rồi xong chưa? Xong rồi thì đưa ba tắt nè, ba tắt quay nha. Còn cái này sao? Ba tắt được rồi nha. Ba còn cái này sao? À cái đó cái cổ áo. Cổ áo của anh chàng này thì con còn thiếu hả? Con tô màu gì? Tô tiếp đi. Dạ, cái cuối cùng để cho hai tô đi. Cho hai tô nha. Thôi để em tô, màu màu cam rồi. Trời ơi cái cổ áo mà màu cam. Bé uống nóng không ba? Cái cổ áo màu cam. Rồi xong chưa? Rồi dơ lên cho các bạn xem coi. Rồi dơ lên nào. Được mấy điểm đây? Các bạn cho Cúc được mấy điểm đây? Quá đẹp. Rồi ok, đẹp rồi đấy. Wow, hai bên bên này cũng thấy mờ mờ. Tại giấy nó mỏng mà. Nếu mà con dơ bên này thì con lại dơ trước này. Đấy, bên này cũng đẹp luôn. Qua qua bên này, đẹp. Tại cái giấy nó mỏng á. Rồi, đẹp rồi, bye bye nha. Right now, đến đây là kết thúc rồi nha. Chào các tạm biệt các bạn. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Còn bấm chuông rồi nó không có rõ gì hết trên vậy. Tắt.